Hai, xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người lại một cái công dụng mới nữa của cái dây này. Dây này là cái dây chìa vôi nha, dây chìa vôi phấn trắng. Đây mọi người thấy không? Cái dây này mình đụng vào tay vô nó trắng bách trắng tinh này. Thì cái dây này là nó điều trị về huyết trắng nha anh em. Các chị em mà bị huyết trắng đó, thì cái như là cũng nên hái cái dây này về xét uống, nấu nước uống này. Thì hôm trước tôi cũng có đi ra ngoài Quảng Ngãi đó, thì cũng có mấy người lớn tuổi chỉ cho tôi là cái dây này, cái dây chìa vôi mà phấn trắng này này, thì điều trị về huyết trắng rất là hay đó, uống chừng mấy bữa là bớt à. Cứ nấu nước uống đây. Đó đây, lá nó đặc điểm nhận dạng là lá nó như thế này. Và cái điều hết sức quan trọng là cái dây nó có cái phấn trắng 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 như thế này anh em. Dính đầy tay hết đây này. Đây này, trắng tinh cái tay này. Đó, thì dây này anh em cứ chặt ra hốt hoặc nắm như thế này. Nấu đổ vô 2 lít nước, nấu còn 1 lít gì uống trong ngày. Đó là các chị em nha, chị em mới bị huyết trắng nha. Gọi là huyết bạch đó. Thì chị em cứ nấu cái này uống. Thì đó, hôm trước ra Quảng Ngãi thì bà cô kia bà chỉ cho tôi là cái bài thuốc từ cái trị mà huyết huyết trắng á. Huyết trắng thì lấy cái cây dây chìa vôi này. Chìa vôi phấn trắng nha anh em. Nó còn loại chìa vôi khác thì không 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 biết được hay không, nhưng mà cái chìa vôi người ta họ chỉ cho tôi là chìa vôi có phấn trắng trắng như thế này. Đây là trị về huyết 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 bạch đó. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ cho anh em luôn về cái bài thuốc này. Hôm nay thì vô tình thì tôi cũng có lưu ở trong cái thư mục ấy đó, thư mục người ta họ chỉ gì thì tôi lưu lại. Và tôi lưu lại thì cái như hôm nay tôi lật ra và tôi thấy thì tôi cũng chia sẻ cho anh em luôn, ai chỉ gì tôi lưu nói. Thì những người ta họ thấy mình đi chia sẻ những cái bài thuốc đó thì họ chỉ cho mình để mình chia sẻ giúp người, giúp những ai khó khăn hay trong cái bệnh thì không cần cái gì nhiều đâu. Mọi người chỉ có lấy một loại này thôi, một loại này. Và cái loại này, chìa vôi này thì trị về thoát vị đĩa đệm và đau nhức xương khớp là hơi bị bá đạo nha anh em, rất là hay luôn. Và nó đặc trị về về xương khớp đó, đặc trị về xương khớp đó. Thì hôm nay nó với dền gai, rồi dền gai đó mọi người này. Thì hôm nay tôi cũng hái dừa, thì hái dừa cái dây này dừa băm nhỏ ra, và ai cần hãy thì cái như tôi sẽ bán cho người đó, ai cần thì tôi bán cho, ai cần thì cứ liên hệ với số điện thoại của tôi sẽ gửi cho. Tôi thì không có điều kiện để đi giúp mọi người, nhưng mà tôi có thể hái thuốc bán cho mọi người nếu ai cần. Đây cứ hái giờ để dành thôi, ai người nào cần thì tôi sẽ gửi phơi khô và tôi sẽ gửi cho mọi người. Ở đây nó cũng khá là nhiều. Chứ bây giờ chia sẻ không mà mọi người cần ấy, nhiều lúc mọi người không có, có người họ chửi tôi á. Người họ chửi tôi kêu em chia sẻ mà em không hái không bán thì tụi chị tụi anh ở đây kiếm đâu ra. Họ chửi tôi vậy, nên là tôi quyết định rồi. Với lại mình cũng không có điều kiện thì tôi cũng sẽ là người uống trước cái bài thuốc này nha anh em. Uống trước bài thuốc này thì tôi hái gì là chắc ăn là tôi sẽ uống rồi. Tôi sẽ uống, tôi sẽ nấu uống bài thuốc này trước khi anh em uống. Thì tôi là chuột bạch, tôi là chuột bạch để uống bài thuốc này đó. Thì hay đó, thì về xương khớp, thoát vị đĩa đệm là vôi cuộc sống, gai cuộc sống. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ cùng anh em luôn, cùng mọi người luôn.
Đây thuốc này. Đây. Anh em thấy không? Phấn trắng tinh hết cái dây. Thì như vậy là để tôi hái đã. Ở đây nó cũng khá là nhiều. Tôi hái đã rồi Di tiếp tục chia sẻ với mọi người trong những video clip sau. Thì hôm nay tôi hái và tôi về tôi sẽ nấu cái cây này tôi uống, tôi quay luôn cho mọi người xem. Đây. Chịu vôi. Vậy là bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo của tôi. Và nếu như yêu mến tôi thì đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác tôi chia sẻ lên mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Bye bye.